hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10. Lời đầu em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em UNO trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một cục dàn của hãng Onkyo với model là FZX7A. Chiếc cục dàn này thì nó có chức năng là đọc đĩa CD này, đọc đĩa MD và giải mã mạng, không cần đĩa mồi các bác nhé. Chất âm của nó rất là hay, công suất của nó là 48W. Về thì hình thức của nó còn rất là đẹp, mặt mũi không vết chế xước nào. Đây em sẽ quay chi tiết về vật ngoại hình của em nó, và sau đó em sẽ test chất âm cho em nó để cho các bác thưởng thức. Model này FZ7A là ổ đĩa CD này, ổ đĩa MD này. Một cân móp thì các bác nhé. Em có kết nối sẵn đây, đường này đường tín hiệu từ TV xuống này. Này đây là đường ra âm ly, đây là đường vào của cổng quang này, tín hiệu ra cổng quang đây. Đấy, có các bác nhé, em cũng không còn dây quang, có dây quang thì bác khách ông mua cái này mất rồi. Đấy, cô FZX7 điện 100V, công suất tiêu thụ là 48W này, rồi đi máy là 17069C nhé các bác nhé. Thế thì sau đây em sẽ test cái phần mặt cặp PCB này đây, em nói cho các bác xem nhé. Bạn nào mà có đôi loa rồi thì mua cục này về thưởng thức, hoặc là dùng để làm đọc đĩa CD này, đọc đĩa MD và giải mã mạng TV, kết nối điện thoại. Xem test các phần này đĩa CD trước để các bác bài rất là nhanh. Hoạt động tu to nhé. Gian ai chưa qua chưa phải là người trong thói đời, cười ra nước mắt xưa trắng tay gọi tên bằng hiệu, giờ giàu sang khuyến kẻ tâm giao còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cùng xa ta, nên chung thân ta trần buồn nào. Từng đêm buốt giá bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tìm đùi thay khi rũ hương mi để thua xót trên lối về. Diều trần ai vội niềm cay đắng, những mưu tư lên đồng đường hằng, mình còn ai đâu để chót xa vuông lời nhân thế có đưa buồn thiên nhiên sang môi. Bạn quên ta tình cũng quên ta, nên trắng đêm thui hụi một mình
xa người lên trong mắt đoàn buồn xa ta đã. CD rất là tốt các bác nhé, đọc nhanh không chán đĩa. Đây em chắc còn em mở đi. Chuyển sang điểm mở đi. Đây là đường live TV. Đường TV vào nhé. Đấy, mở đi đây. Đọc rồi 16 bài. Đọc nó là tốt các bạn nhé. Xin phép được từng vít tiếp tại đây. Cục dàn này thì em bán với giá là 1,3 triệu đồng. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em. Một số máy là 0907 223 269. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và like share kênh YouTube của em cho nhiều anh em Euro trên mọi miền Tổ quốc được biết đến. Em trân trọng cảm ơn các bác.